Chào các bác, chào mừng các bác trở lại kênh review công nghệ Phương Đô Auto. Em là anh review. Và hôm nay Phương Đô Auto nhận một con xe mới tinh nhá. Con này con xe Ray của Toyota. Và con xe Ray này là nó thay đổi hoàn toàn các cái suy nghĩ rằng xe Toyota nó lượn lợn mượt mà hơn, đúng không ạ? Nên con xe Ray này thì nó vô cùng góc cạnh với bộ vát này, vát đèn này. Và nó sử dụng rất là hay, đó chính là 6 cái mắt chip LED để hất cái ánh sáng ra ngoài ấy. Cực kỳ hay luôn. Với cái dòng này nó có cả cảm biến xung quanh xe. Nhưng mà cái con đèn gầm này thì nó lại sử dụng halogen thôi. Và con này thì cái bản này chắc là cũng bản loại bản bay thôi. Nó không có gì quá nhiều thứ công nghệ dành cho con này. Và con này thay đổi được rất nhiều thứ như vậy, chúng ta thấy rằng là rất là hay đúng không ạ? Thì con này phù hợp với nhiều các bác thích góc cạnh của xe. Thì đối với Phương Đông Ô Tô hôm nay sẽ nhận xe này và làm dịch vụ cho nó, gồm có dán phim cách nhiệt với mã phim cách nhiệt Oliver màu sắc rất là đẹp. Và cái này ngăn UV 99%, ngăn nhiệt là 65%, khá là mát cho kính lái. Và cái màu sắc, quan trọng màu sắc nó rất là đẹp ạ. Sau của nó là kính sườn, kính hậu là kính sườn. Con này không có cửa nóc được. Con này nó sẽ sử dụng cái mã phim vô cùng đẹp như này. Đồng thời chúng ta sẽ xem là cái quy trình Phương Đông Auto dán cho con xe này như thế nào, màu sắc ra sao và cái tác dụng nó như nào các bác nhá. Các cùng Phương Đông Auto tham khảo xem quy trình dán xe Ray như nào. Bây giờ chúng ta bắt đầu bằng cái việc đầu tiên, đó chính là dán tất cả những cái mà liên quan đến nước. Ví dụ như cánh cửa, tất cả bốn cánh cửa này. Đó, cái giấy bóng mà chúng ta dán ấy, chúng ta dùng giấy bóng mỏng ấy nhá. Các bác nếu như mà những anh em mà hoạt động làm việc về bên dán phim ấy, các bạn dùng cái giấy quá nó sẽ không dính hẳn vào nhá. Giấy bóng mỏng thôi, mỏng ta ốp kín vào. Quy trình thứ hai đó chính là chúng ta cắt phim. Với việc cắt phim ấy thì khi chọn được cái dòng phim rồi, chúng ta sẽ theo quy trình cắt phim. Với độ kỹ thuật mà Phương Đông Auto làm trong thời gian rất là nhanh thôi, có nghĩa là thời gian mà chúng ta xử lý cái việc cắt phim khá là nhanh. Và quy trình của chúng ta nó sẽ mang đến cho cái việc mà khách hàng có thể nhìn ngay cái xe của mình sẽ được hình thành như nào, dán như nào. Và những cái video này Phương Đông Auto cố gắng sẽ làm chi tiết nhất để các bác có thể hình dung ra là cái xe của mình, những cái cánh cửa được dán ra sao này, những cái việc mà quy trình làm như thế nào này. Có một cái là những các bác khách hàng hay hỏi Phương Đông Auto là dán ở bên ngoài hay dán bên trong ấy, thì 100% phim cách nhiệt chúng ta dán bên trong. Bên ngoài ấy, thứ nhất nó có hai cái vấn đề là, thứ nhất là chúng ta dán bên ngoài chúng ta lên xuống kính ấy, nó bị xước cái kính, tại vì nó đẩy kính ra ngoài mà, nó đẩy cái thân kính ra ngoài nên là để nó kéo kính lên kéo kính xuống ấy, vì vậy dán bên ngoài thì sẽ không bao giờ có thể là bền được. Và thứ hai nữa là dán bên ngoài thì cái việc mà chúng ta sử dụng nó không, nhiều khi là cái màu sắc nó sẽ đảo ngược lại. Đó, đây là quy trình cắt nhá. Và hoàn toàn chúng ta thấy rằng là cái dòng phim kính mà nó chưa dán cái vè mưa ấy, thì nó sẽ dễ dán rất là nhiều. Còn những dòng mà như con xe này ấy, xe Ray này thì khi mà về trong hãng họ đã khuyến mại cho anh cái một cái vè mưa. Đối vè mưa này như anh ấy bảo là cũng phải 2 triệu mấy đấy. Nhưng mà thực chất là ngoài cũng chỉ rất là rẻ thôi. Thế thì khi mà dán vè mưa rồi mà chúng ta dán phim ấy, nó hơi khó hơn một chút so với cái việc mà chúng ta không có vè mưa, đúng không ạ? Đấy. Khi mà chúng ta cắt các cái điểm đầu của nó này, bao tròn lại. Đấy, rồi chúng ta đã hoàn thành xong một cái tấm phim cho kính lái rồi. Tiếp theo quy trình của chúng ta là chúng ta sẽ làm sạch cái tấm kính. Có hai cái điều mà chúng ta để ý là, thứ nhất, nếu có dòng xe mà đã dán phim rồi ấy, chúng ta vệ sinh nó khá là lâu. Có nghĩa là để làm sao cho cái kính nó sạch bong như mới. Còn dòng xe này ấy, thì bác khách đã không lấy khuyến mại phim cách nhiệt trong hãng và đã ra Phương Đông Auto dán cái gói phim Oliver vào Black 10. Thì đối với cái mã này thì chúng ta không, đối với cái tấm kính này chúng ta không cần phải làm nó lâu như cái dòng phim mà chúng ta dán rồi á. Vì vậy là cái việc mà chúng ta hoàn thành xong cái chương trình này thì cũng nhanh thôi. Đó, chúng ta sẽ làm khoảng tầm 5-6 lượt chúng ta có thể dán được rồi. Vệ sinh các bác để ý là phải vệ sinh nhá, vệ sinh thật kỹ. Càng kỹ bao nhiêu thì cái việc mà nó không bị nổi những cái chấm chấm nhỏ nhiều ấy. Thực ra là chúng ta không thể tránh được tất cả chấm chấm đâu ạ, nhưng mà nó sẽ tránh được đa số cái việc mà cái chấm chấm nhỏ rất là nhỏ thôi, hạt bụi cực kỳ nhỏ đã hiện lên phim rồi. Còn đây là chúng ta dán này, đó, xịt ướt tất cả các thứ. Chúng ta sử dụng cái nước dung dịch ở giữa của nó chính là cái nó nhiều cái loại dung dịch chúng ta dùng, nhưng mà thông thường chúng ta dùng cái Barbie mà cái tắm của trẻ em ấy thì cái axit không có, cho nên là cái việc mà chúng ta không bị ảnh hưởng đến cái vấn đề keo phim hay là những cái tấm phim của mình nó bạc màu đó, chúng ta gạt lên. Các bạn ý là với cái quy trình này ấy,
các bác sẽ dùng một cái gạt cao su. Cao su này là nó sẽ làm cho cái tấm phim của mình nó ăn vào kính, sau đó nó không bị lồi nữa. Sau đó chúng ta dùng cái gạt cứng để chúng ta gạt. Trông thì có vẻ là đơn giản đúng không ạ? Nhưng đối với cái quy trình như này ấy, nó cũng không phải là không phải là ai cũng làm được đâu ạ. Cho nên là cái việc gắn phim ấy, chúng ta học cũng phải một năm riêng gắn phim không, chúng ta mới có thể là thành thạo được cái dòng xe. Có nhiều dòng xe thì nó khủ khoảm hơn là cái việc mà chúng ta phải bắt buộc phải tháo cái cánh cửa. Có nhiều dòng phim thì chúng ta không cần phải tháo cánh cửa ra. Với xe dây này thì chúng ta cũng không cần phải tháo cánh cửa ra các bác nhé. Đó, chúng ta hoàn thiện xong cái kính bên lái rồi thì bây giờ đến kính hậu đi. Đối với kính hậu thì chúng ta cũng làm kính hậu và kính lái nó hoàn toàn giống nhau về cái quy trình làm. Kính hậu đối với kính hậu chúng ta cũng khó giống như cái quy trình kính lái thôi. Và kính hậu ấy thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều với kính sườn. Tại sao mà em bảo là cả khó hơn? Thứ nhất là kính hậu chúng ta phải có cái nhiệt độ để khò theo đúng cái dòng phim để không bị cái phim nó không bị ảnh hưởng. Có nghĩa là tạo cho nó cái phim nó thành một mặt phẳng, một cái độ cong nó tốt và nó không bị lẹo nhá các bác nhá. Có để ý là khi mà chỉ kính lái hoặc kính hậu mà lẹo đi một chút thôi, nó khiến cho cái việc từ bên trong nhìn ra nó sẽ trắng góc đen. Như vậy là chúng ta thấy rằng nó cũng rất là khó chịu đúng không ạ? Đấy, khi hoàn thành xong tấm phim kính hậu chúng ta sẽ quấn lại. Kính hậu có một cái nữa, nó chính là ở bên trong kính hậu nó có một cái lớp mà có một cái lớp dây đấy. Đấy, chúng ta phải làm sạch như vậy. Cái là khi chúng ta làm sạch cái kính hậu ấy, chúng ta phải dùng những cái bất để nhá, đấy, những cái gạt mềm này, gạt này sạch sẽ này. Đó, lại xịt lần nữa, rất nhiều lần để làm sao cho cái kính hậu mình nó sạch nhất. Rồi chúng ta sẽ bóc phim. Chúng ta để ý nhá, khi bóc phim ấy, phim có tất cả là rất nhiều lớp, chỉ có hai lớp chính. Một cái lớp dây bóng để bảo vệ cái tấm phim mà chúng ta dán vào trong kính ấy, một cái lớp ở ngoài. Thì chúng ta bóc phim sao cho nó không bị lệch nhá. Nó ngược thì chúng ta sẽ bóc ra sẽ bị hỏng phim đấy ạ. Đó, khi bóc ra chúng ta cũng làm như trai như vậy thôi. Cái kính hậu sẽ khó hơn một chút về cái vấn đề về giữ. Đây các bạn để ý nhá. Khi mà bạn ấy giữ, bạn sẽ phải vừa giữ và vừa bấm vào bóc cái tấm kính cái tấm bên ngoài ra. Bạn để ý không? Rất là nhanh đúng không ạ? Đó. Chúng ta phải để gọn tất cả cái góc của nó phải vừa khít. Sau đó cũng như vậy, chúng ta sẽ dùng cái gạt cứng như này. Thực ra cái dòng kính khi mà dùng cái kính hậu ấy, chúng ta phải đè tay rất là khỏe hơn so với kính sườn nhé. Đó. Trong trên video này có thể là chúng ta thấy rằng là nó tay của bạn kỹ thuật đấy không, gần như là khi mà gạt ấy thì gần như là cảm thấy rất là nhẹ nhàng đó. Nhưng thực chất là bạn đang rất cố gắng để gạt chắc chắn đấy. Cho đó chúng ta sẽ dùng mép, chúng ta dùng cái gạt nhựa cứng để chúng ta tạo dính cái mép của nó. Đó, thì quy trình này xong ấy, chúng ta phải đợi. Có nghĩa là khi mà làm xong cho phải đợi ở ngoài cho nó có cái kính nào nó bị khi mà chúng ta dính vào nó rộp đến đoạn nào ấy chúng ta lại gạt. Còn đây là kính lái. Đối với kính lái chúng ta thấy rằng là cũng như kính sườn thôi, kính lái nó sẽ khó gấp có nghĩa là khó rất nhiều lần so với kính hậu và khó rất nhiều lần so với cái kính sườn. Vì vậy đến khi dán được kính lái chúng ta gần như dán được cả xe đấy ạ. Và đây chúng ta quy trình đây. Quy trình rất là lâu, rất là dài. Tại vì bên em thông thường cũng như cách đây khoảng vài năm ấy, chúng ta rằng là không có đơn vị nào có thể quay những đoạn video như thế này để có thể khách hàng có thể nhìn thấy, hoặc cũng các bạn mà học viện ô tô có thể nhìn thấy những cái video như thế này đúng không ạ? Rất là khó đúng không ạ? Tại vì là cái vấn đề là về nghề ấy, nó rất là sâu, chúng ta mới làm được như vậy. Đấy, khi mà khó xong, lấy phim xong, chúng ta bắt đầu là tẩy sạch cái phim, cho dù là xe mới nhá. Xe mới thì những kính mới ấy, nó đều có những cái phản xạ rất là nhỏ, cực kỳ nhỏ trong cái tấm kính, chúng ta không nhìn thấy đâu ạ. Nhưng mà khi mà chúng ta sờ tay này, chúng ta dùng cái gạt này, chúng ta thấy rằng cái tấm phim mới nó có nhiều sạn như thế nào. Sau đó là quy trình chúng ta sẽ cũng như ấy thôi. Các bác để ý là tại sao cái thuật phân auto phải phủ đằng trước ấy, cái khăn phủ đằng trước đó chính là nhiệm vụ là một là ngăn nước, đó ngăn nước. Thứ hai là những cái bụi ở trong những cái phần xe nó hốc lên, đó chúng ta sẽ dán vào. Đối kính lái vào phim cũng khó. Và tại sao nó vào phim khó? Cái lý do là khi mà cái tấm kính này ấy, nó khá phim khá là nặng. Nó khá là nặng, khi dính vào nó chưa được gạt ấy, thì nó sẽ dính ở trên cái, nó chưa dính chắc vào cái phần kính nên là nó sẽ bị rơi ra. Mà rơi ra chỉ cần rơi ra thôi mà gãy gập là thôi, chúng ta là một cái tấm phim đã bỏ đi rồi. Mà một tấm phim kính lái nó rất là đắt.
Vì vậy là khi mà chúng ta làm trong cái quy trình mà dán ấy, rất là cẩn thận, cực kỳ cẩn thận mới có thể làm hoàn thành xong cái tấm phim của mình đó. Có lý không? Đó, bạn bóc ra này, đó, dán vào này. Có lý là nếu như mà chúng ta sử dụng hai kỹ thuật để có thể hoàn thành xong cái tấm dán phim một xe ấy, thì rất là ok. Và quản lý Sơn Black có đưa ra cái yêu cầu cho kỹ thuật phân ô tu chính là một người có thể hoàn thành được một cái xe hoàn chỉnh, thì kỹ thuật phân ô tu sẽ phải làm hoàn chỉnh một cái xe như vậy. Tại vì nhiều lúc phân ô tu rất là bận, vì vậy là các cái kỹ thuật phân ô tu nó phải có những cái tay nghề rất là cao, có thể hoàn thành một mình đứng thành một cái xe để hoàn thành xong một cái xe của mình cho khách hàng á, để bàn giao cho khách hàng đó. Khi mà xong quá trình này rồi, chúng ta sẽ phải dùng hết sức. Có nghĩa là hết sức là sao? Nghĩa là chúng ta hết sức chúng ta gạt. Cái quy trình hết sức này ấy, tại sao một nhiều số khách hàng ở số các bạn ấy mà làm hay bị gập phim, rách phim, rất là gạt thế này này. Lý do là cái tay nghề thôi ạ. Khi là thâm niên tay nghề cao thì cái việc chúng ta gạt nó sẽ không bị ảnh hưởng, mà nó sẽ dính tịt vào kính luôn, không thể bong nổi luôn. Đấy, càng gạt mạnh, càng làm tốt thì nó không bị sun phim khi mà ánh nắng mặt trời nó chiếu liên tục ấy. Nên chỉ có một cái nào mà chưa gạt hết, ánh nước hơi nước chưa gạt hết thì nó sẽ tạo ra cái phim nó sẽ bị sun, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà cái đối với cái phân ô tu thì phải gần hết sức cẩn thận cái điều này. Các bạn ý là cái quy trình của phân ô tu làm ấy, là các bạn thấy rằng đấy, các bạn làm không? Quy trình phân ô tu làm rất đều tay, rất cẩn thận. Cái rủi ro về dán phim rất là lớn, vì sao? Là cái tấm phim nó rất là mỏng, nó có cả cái mặt phẳng to như vậy, mà còn khá là to luôn. Thì khi mà dán lên một cái tấm kính, các bạn, tấm kính phẳng lì như vậy, thì cái việc mà chúng ta bị cái những cái trường hợp ấy bị là rất là thường xuyên xảy ra trong cái nghề mà dán phim như này. Cái đấy nhiều khách hàng cũng đã thông cảm kể những cái khách hàng mà phân ô tu ấy làm ấy, mà nó chỉ một chút thôi thì các vẫn thông cảm cho phân ô tu. Cái quy trình phân ô tu làm rất là chuẩn chỉ, nhưng những cái mà nó ngoài lề một chút thì nó các bác ấy cũng đã thông cảm phân ô tu. Điều đấy là điều rất là tuyệt vời đối với kỹ thuật phân ô tu đấy ạ. Đó, sau đó chúng ta lau sạch để xem còn cái gì chúng ta có thể làm hay không. Đương nhiên là xong quá trình dán phim xong ấy, chúng ta lại phải đợi cho nó khô phim. Đây các bạn nhá, chúng ta sẽ mang ra ngoài. Cái mang ra ngoài chúng ta thấy màu phim không ạ? Màu phim rất là đẹp đúng không ạ? Màu phim đẹp, và chúng ta đợi khi mà cái tấm phim của mình nó có bị gọi là hở như thế nào không, chúng ta lại gạt lại, chúng ta hoàn thành xong cái xe của mình rồi. Rất là đẹp, màu sắc cực kỳ đẹp như thế này. Từ bên ngoài nhìn vào khá là tối đúng không ạ? Khá là tối đúng không ạ? Nhưng thực chất từ bên trong nhìn ra thì cái ánh sáng của nó siêu sáng luôn. Đó, siêu sáng luôn. Cái việc đi lại như thế này ấy, chúng ta thấy rằng là nó khá là an toàn đúng không ạ? Có phim Univer và Black 10 cũng là một trong sự lựa chọn của khách hàng. Đương nhiên phân ô tu có những cái gói phim cao hơn, đó là Spectra 65 nó là dòng phim cực kỳ chất lượng, UV và cách nhiệt cực kỳ tốt. Đó là cái thế mạnh của phân ô tu khi mà dán dòng phim classic. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video phân ô tu. Các bác có nhu cầu xin liên lạc phân ô tu qua ba số máy 1900 856 662, 0985 546 546, 076 919 5555, website phuongdongautu.com, phuongdongautu.vn, phuongdongautu.com.vn và phuongdongautu.net, các hệ thống YouTube kênh phuongdongautu, review các Zalo phuongdongautu, và đương nhiên phuongdongautu sẵn sàng tiếp các bác đến trực tiếp phuongdongautu để cảm nhận được các sản phẩm phuongdongautu nhé. Các bác yêu quý phuongdongautu, các bác subscribe phuongdongautu và cho comment cảm nhận nhé. Các bác.